mến chào quý vị và các bạn khán thính giả thân mến rất vui mừng khi được chào đón quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn đời thực đặc sắc hôm nay xào sạc xào sạc tiếng chổi tre quét rác của người lao công vang lên trong màn đêm tĩnh mịch bầu trời về đêm lạnh giá cô lao công vẫn đang cố gắng làm việc vất vả kiếm tiền để mưu sinh ở góc phố dưới gốc cây lớn một bé sơ sinh bị người ta vứt bỏ tiếng khóc yếu ớt cất lên mong muốn sẽ có ai đó nhìn thấy và cứu giúp cô lao công trong lúc làm việc hoàn toàn hốt hoảng khi thấy sự xuất hiện của đứa trẻ đứa trẻ ấy bơ vơ tội nghiệp không ngừng gào khóc không biết ai nỡ nhẫn tâm vứt bỏ một đứa bé như vậy sau một lúc đắn đo trần trừ tình chạy đến bế đứa trẻ lên rồi không ngừng vỗ về ôm ấp toàn thân của đứa bé thâm tím lại lạnh toát chiếc vải quấn quanh người mong manh không thể nào chịu lạnh được tình thương xót vô cùng nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên cho bé miệng không ngừng suýt xoa trời ơi tội nghiệp quá nhìn sinh linh bé nhỏ trước mặt tình muốn được che chở và yêu thương mỗi giây mỗi phút trôi qua sự sống của đứa bé đang hết sức mong manh nếu tình bỏ mặc bé rồi rời đi thì chắc chắn ngày mai bé sẽ chết. Nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ khát khao được làm mẹ của tình lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Tình muốn che chở và bảo vệ cho đứa trẻ đáng thương này. Không trần trừ thêm một phút giây nào nữa, tình quyết định sẽ cứu mang đứa trẻ này. Dưới ánh trăng huyền ảo, tình bế đứa bé trên tay, tiến về căn nhà sập sệ ở trong con ngõ nhỏ người chồng của tình đang nằm ngủ trên giường giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa anh toát hết mồ hôi hột miếng mấp mé ai đấy tình nhanh chóng lên tiếng trả lời em đây em hôm nay đi làm về sớm mở cửa cho em đi lúc này anh mới thở phào một hơi nhanh chóng bật đèn lên rồi dần dần đi đến phía cửa để mở trong cơn ngái ngủ chồng tình minh hỏi hôm nay sao về sớm thế em mới có hơn một giờ à đã có khi nào em về giờ này đâu à hôm nay có vấn đề đột ngột xảy ra mà em muốn nói với anh một chuyện chuyện gì không để ngày mai nói được hả em đêm khuya thế này lỡ ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm thì sao không gấp lắm anh ơi anh mở cửa ra là sẽ biết nói xong cánh cửa mở ra Minh bàng hoàng khi thấy trên tay vợ mình đang bế một đứa bé. Đứa bé lúc này đang nhắm mắt ngủ, không quấy khóc. Minh nhìn vợ mình rồi nhìn đứa trẻ, trong lòng đầy sự hoài nghi và tò mò. Chuyện này là sao hả Tình? Con con của ai đây? Em tình cờ nhặt được ở ngoài đường nên bế về đây. Nhìn đứa bé tội nghiệp lắm, em không nỡ bỏ mặc nó. Rồi có ai biết chuyện này không? đêm khuya thế kia chắc chắn là không rồi mà chúng ta nhận nuôi nó được không anh giúp người giúp mình là tốt mà nhưng mà làm vậy lỡ như mẹ đứa trẻ quay lại thì sao em nghĩ chẳng có ai quay lại đâu đêm hôm thế kia nếu họ có lương tâm thì chẳng vứt nó ở gốc cây mặc cho giá rét rồi trời ơi nhưng em mang nó về đây thì chúng ta phải làm sao thế này quá đột ngột chúng ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả chẳng phải chúng ta vẫn luôn khao khát có con hay sao hãy xem đây là cơ hội mà ông trời ban cho và nhận lấy anh xem đi đứa trẻ này rất kháu khỉnh và đáng yêu nhưng mà anh em thật sự muốn được nuôi đứa trẻ này anh nhà gặp được con cũng là một cái duyên em thật sự khao khát được làm mẹ nói xong tình bật khóc hai hàng nước mắt lăn dài mình nhìn đôi mắt đỏ hoe của tình mà lòng đầy xốn sang xe lẫn sự đau xót anh đi đến ôm vợ vào lòng thủ thị nói được rồi anh và em sẽ nuôi đứa trẻ này nhé đường nào chúng ta vẫn luôn mong muốn có một đứa con mà hai mẹ con vào nhà thôi vâng ạ à. tình bế đứa trẻ vào nhà hai vợ chồng thay phiên nhau trông nom và bồng bế suốt một đêm dài sáng ra minh phải ra công trường sớm để phụ hồ nên anh dặn dò vợ mình em ơi anh đi làm đây tối về anh sẽ mua sữa cho con em ở nhà xem thử tình hình rồi cần mua gì thì cứ mua đi nha vâng anh đi làm đi em ở nhà lo được minh vừa đi khỏi tình cũng nhanh chóng bế đứa trẻ chạy khắp phố để xin sữa mọi người ở trong xóm trọ rất bất ngờ trước sự có mặt của đứa bé liền tò mò hỏi ui cha con nhà ai đấy cô tình mới sáng sớm mà bế đi đâu thế kia bà mùi ơi nghe nói con dâu bà mới sinh phải không cho cháu xin ít sữa cho thằng bé này với nó đói đến là người rồi ờ thì con dâu tôi mới sinh đấy nhưng mà cô trả lời câu hỏi của tôi trước đã tôi mới biết đường mà cho được chứ thật ra cháu nhặt được đứa trẻ này hôm qua ạ à? Nó bị vứt ở bên lề đường. Trời ạ, à, ai lại thất đức thế? Thôi được rồi, vào nhà cho nó bú đi. Tôi sẽ nói với con dâu cho. Vâng ạ, à, cháu đội ơn bà. Sau khi đứa trẻ được uống sữa no nề, Tình rối rít cảm ơn bà hàng xóm tốt bụng rồi nhanh chóng bế đứa trẻ về nhà. Nhìn đứa trẻ trước mắt, Tình mỉm cười đầy hạnh phúc, cảm giác tình mẫu tử giạt rào trào dâng. Nước mắt Tình rơi xuống thầm cảm ơn món quà tuyệt vời này. Có lẽ, nhân duyên diệu kỳ đã để cho tình và con gặp nhau. Cô nhất định sẽ trân trọng mối lương duyên này và chăm sóc nó nên người. Tình suy nghĩ một lúc rồi quyết định đặt tên con là Bình. Với ước mong con bình an lớn lên, không còn phải gặp chắc trở. Có vẻ như Bình rất hiểu cho tấm lòng của tình nên thằng bé rất ngoan, không quấy khóc gì nhiều. Cả ngày, tình cứ ôm lấy Bình không rời không muốn buông tay kể về cuộc sống của tình và chồng trước khi gặp được bình thì cũng thật éo le cả hai vợ chồng đều là trẻ mồ côi ở trong cô nhi viện vì cùng cảnh ngộ với nhau nên cả hai trở nên thân thiết có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau tình và mình từ bạn bè trở thành người yêu rồi nên duyên vợ chồng hai mảnh đời bất hạnh và cô đơn nương tựa vào nhau mà sống khi xác định lấy nhau cả hai đã tưởng tượng ra một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với đàn con thơ nhưng lấy nhau hơn chục năm nay tình vẫn chưa hề có thai lần nào dù đã cố gắng uống thuốc đi khám nhưng kết quả vẫn là con số không tình và minh chán nản tình cảm chăng còn mấy mặn nồng minh quyết định bỏ nghề lao công ban đêm để đi làm phụ hồ ở công trường còn tình thì vẫn gắn bó công việc đến bây giờ sự xuất hiện của bình đã giúp cho vợ chồng tình gắn kết và yêu thương nhau như thủa ban đầu ngày đầu được làm mẹ tình vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhìn con lòng tình lại hạnh phúc vô cùng một ngày dài cứ thế trôi qua lúc nào cô chẳng hay mới đó trời đã dần tối cô bế con mà không ngừng mong ngóng chồng về tình muốn anh có thời gian bên con nhiều hơn và cảm nhận niềm hạnh phúc khi được làm cha phía xa xa mình trở về với một túi đồ nặng trịch thấy chồng về, Tình đặt con xuống giường, nhanh chóng chạy ra sân phụ chồng xách đồ vào. Tình vui vẻ, mỉm cười nhìn chồng. Anh mua gì mà nhiều thế? Toàn là quần áo con nít. Nhìn bộ nào cũng xinh xắn, đáng yêu quá. À, lúc nãy anh có nói chuyện phiếm với mấy người ở ngoài quán nước, ngờ đâu được một chị khách nghe thấy nên chị ấy tặng cho đấy. Toàn là đồ mới mặc một lần thôi còn dùng tốt lắm ôi quý hóa quá thế này con nhà mình thoải mái mà mặc rồi em cũng đang lo không biết phải lấy đồ đâu cho con mặc đây mà ở nhà còn quấy khóc không em thằng bé cũng ngoan anh nhỉ à, toàn ngủ thôi thế thì cũng đỡ cực mà em lấy sữa vào pha cho con uống đi anh mua hai lon sữa lớn luôn đấy vâng em đi pha sữa ngay đây anh ơi, em rất vui và muốn được cảm ơn anh. Trời ơi, vợ chồng mà cảm ơn cái gì nữa không biết. Giờ em sẽ phải bận rộn chăm con rồi đấy. Cố gắng nha em. Em không mệt đâu anh. Mà có gì hai vợ chồng mình sẽ cùng nhau nuôi con trưởng thành nhé anh. Ừ, anh đồng ý. Mình nhìn vợ rồi mỉm cười. Với lại, những giận hờn, trách móc và những nỗi buồn trước kia mình xóa sạch hết nha anh em muốn chúng ta yêu thương nhau như thuở ban đầu để con có một gia đình hạnh phúc nhất tất nhiên là vậy rồi tình ôm chầm lấy minh cảm thấy hạnh phúc vô cùng anh biết không em đã chờ giây phút này lâu lắm rồi cảm ơn anh đã không bỏ rơi em quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi nỗi buồn cũng vậy đừng suy nghĩ dằn vặt mãi làm gì cả anh cũng đã sai khi lúc trước đã khiến em phải buồn lần này có con rồi em muốn nghỉ làm lao công để ở nhà chăm con anh anh nghĩ sao em suy nghĩ vậy là đúng đó đi làm đêm như thế thời gian đâu mà chăm con với lại anh là đàn ông vụng về lắm tối mà không có em bên cạnh con anh sợ thằng bé quấy khóc lắm thế để em xin nghỉ luôn vậy ừ chờ khi nào con lớn thì vợ chồng mình tính tiếp tình hạnh phúc nhìn chồng nghĩ về một tương lai tốt đẹp bây giờ ở trong nhà vang lên tiếng khóc của bình hai vợ chồng nhanh chóng chạy vào cùng nhau dỗ dành và cho con uống sữa ánh hoàng hôn buông xuống căn nhà hiện lên thật ấm cúng biết bao dẫu biết phía trước sẽ có những khó khăn vất vả nhưng hai vợ chồng cùng đồng lòng thì chắc chắn sẽ vượt qua mà thôi dưới sự chăm sóc của bố và mẹ. Bình nhanh chóng lớn lên, trở thành một cậu bé kháu khỉnh đáng yêu. Đến tuổi đến lớp mẫu giáo, Bình bịn dịn, không muốn rời xa mẹ để đến trường. Cậu khóc lóc ỉ ôi. Mẹ ơi, con muốn ở nhà cơ. Con ngoan của mẹ, vào lớp với cô giáo với các bạn đi. Chiều mẹ sẽ đón về. Mẹ không ở lại với con được hả mẹ? Mẹ không thể bình à? mẹ còn phải đi làm nữa con có muốn có thêm đồ chơi và quần áo đẹp không con muốn ạ à? thế con ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nha vâng ạ à. tình nhẹ nhàng ân cần an ủi con bình cũng dần nín khóc cô giáo nhanh chóng nắm tay bình vào lớp còn tình đứng đó một lúc nữa mới rời đi nhìn con trai dần lớn lên tình vừa mừng vừa lo cô mừng vì con khỏe mạnh đáng yêu nhưng cũng rất lo vì không biết phải làm sao cho con một cuộc sống tốt nhất con trai đến tuổi đi học tiền nong cũng trở nên túng thiếu tình quyết định xin làm phụ hồ cùng chồng để kiếm thêm thu nhập lúc đầu người quản lý không đồng ý nhưng rồi khi thấy hoàn cảnh của gia đình cô người quản lý cũng gật đầu chấp thuận tình vào làm việc không ngại khổ ngại cực cô xúc từng sẻng cát trộn hồ trộn vữa thoăn thoát khiến những người ở đó thán phục và cũng dần yêu quý cô hơn. Công việc phụ hồ vất vả, nắng nôi khiến mồ hôi của tình lúc nào cũng nhễ nhại. Thấy vợ cực khổ, mình xót lắm, không ngừng khuyên nhủ. Vợ này, hay em làm công việc khác đi cho khỏe, công việc này cực lắm, anh sợ em không đủ sức khỏe để làm. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu, em khỏe lắm. Với lại, được làm việc cùng chồng em vui lắm có vất vả gian nan thế nào em cũng chịu được anh thật may mắn khi cưới được em tình à em cũng may mắn khi được làm vợ của anh cứ thế hai vợ chồng tình nương tựa bảo ban nhau làm việc cố gắng cho bình một cuộc sống tốt nhất hôm nay là cuối tuần bình được nghỉ học tình cũng xin nghỉ để ở nhà trông con nhìn đứa con trai lớn lên khỏe mạnh Tình vui vẻ không ngừng. Cô thầm cảm ơn ông trời về cái ngày cách đây 5 năm trước. Nếu không gặp được Bình thì có lẽ cô sẽ không hạnh phúc như bây giờ. Ở nhà, Bình bám lấy mẹ không rời. Tình đi đâu thì Bình theo đấy. Lúc đi chợ mua thức về nấu cơm, trong lúc Tình đang trả giá để mua thịt, thì không chú ý đến Bình. Đến lúc mua xong, cô hớt hại khi không thấy Bình ở đâu cả. Con trai cô rốt cuộc đã đi đâu rồi? mới có một chút sơ sẩy thì lại mất tăm rồi tình nước mắt ngắn nước mắt dài hét lên bình bình ơi tiếng hét đầy đau khổ vang lên cảm giác lúc này khiến cô sợ hãi không ngừng mọi người ở chợ chú ý đến sau khi tình kể rõ sự tình mọi người nhanh chóng chia nhau đi tìm bình giúp tình chợ ở quê không lớn lắm chắc chắn sẽ tìm được thôi tình tự chấn an mình rồi không ngừng tìm kiếm xung quanh. Phía xa xa phát ra tiếng khóc trẻ em, Tình hốt hoảng chạy đến. Khi thấy con trai ở đó, Tình lập tức lao đến ôm chầm lấy con. "Bình ơi, mẹ đây rồi." "Hu hu, mẹ ơi, con sợ." "Mẹ thương, mẹ thương. Mà sao con lại chạy tít ra tận đây vậy hả? Mẹ lo chết đi được." mẹ cứ sợ con sẽ bỏ mẹ mà đi thôi hu hu con đi theo chiếc ô tô đồ chơi mà bạn kia cầm lúc sau thì mất dấu con bơ vơ không biết đi hướng nào để tìm mẹ cả trời ơi lần sau không được như thế nữa đâu nha lỡ người ta mà bắt cóc con mẹ không thể tìm được đâu vâng ạ à, giờ phải nắm tay mẹ thật chặt đấy dù thế nào cũng không được buông ra bình thút thít nắm tay mẹ tình không dám lơ là thêm một giây phút nào nữa cảm giác không có con bên cạnh khiến cô đau khổ và sợ hãi đến tột cùng nuôi con từ khi đỏ hòn đến bây giờ tình cảm mẹ con được vun đắp theo năm tháng giờ đây thứ tình cảm ấy chẳng thể nào đong đếm được nữa rồi lúc đi qua gian hàng đồ chơi tình không ngần ngại mua cho con trai mình một bộ đồ chơi mới nhất bình vui sướng Hét lên ầm ĩ. Thích quá, mẹ ơi. Nhớ phải giữ gìn và trân trọng nó nha con. Vâng mẹ. Tình nói chuyện với Bình nhưng Bình chẳng để tâm lắm mà cứ ngắm nhìn bộ đồ chơi mãi thôi. Tối đến, cậu còn ôm nó đi ngủ, không chịu buông ra. Cứ như thế Bình trải qua một tuổi thơ thật êm đềm, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc. Lúc Bình học lớp 5, cũng là lúc gia đình cậu gặp biến cố lúc con đang ngủ say ở trên giường hai vợ chồng tình ngồi nói chuyện với nhau tình này hôm nay ở công trường người quản lý bảo sắp có gia đình thuê làm nhà nghe đâu lương cao lắm anh nghe mà mừng lắm thật hả anh thế thì tốt rồi gia đình mình sẽ dư giả dạ tiền hơn rồi mà này lương cao nhưng đồng nghĩa với công việc sẽ vất vả và cực nhọc hơn đấy em ổn không anh đừng lo em làm được hết thế thì tốt mai đưa con đi học sớm con đi làm nha em em sẽ thu xếp ổn thỏa mà ngày mai anh muốn ăn gì em dậy sớm để nấu anh thèm sôi lạc quá thế thì sẽ em đi ngâm nếp luôn mai còn nấu được làm nhanh rồi đi ngủ nha em vâng anh cứ ngủ trước đi hôm nay anh vất vả rồi minh đi lên giường ôm lấy bình ngủ ngon lành tỉnh sau khi ngâm nếp xong thì cũng nhanh chóng tắt đèn rồi đi ngủ căn nhà chìm vào im lặng chỉ còn vang vọng lại tiếng ngáy khò khò của minh tuy gia đình của tỉnh không giàu có hay nhiều tiền gì nhưng cả ba sống yên bình vui vẻ bên nhau đó cũng là một điều hạnh phúc rồi sáng ra, những tia nắng ấm áp của mặt trời dọi xuống, xóa tan đi màn sương dày đặc. Mùi thơm ngào ngạt của xôi lạc tỏa ra khiến bụng minh đói cồn cào. Anh ăn được mấy bát liền, không ngừng tấm tắc khen ngon. Bữa sáng non nê khiến minh tràn đầy năng lượng. Anh đi ra công trường trước, rồi tình cũng đến làm ngay sau đó. Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi cùng cổ vũ làm việc. Những giọt mồ hôi lăn xuống, chiếc áo của cả hai ướt đẫm. Tuy mệt mỏi, nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ từ bỏ công việc này. Bởi đây chính là kế sinh nhai, là công việc giúp hai vợ chồng có tiền chăm con. Nhưng công việc phụ hồ cũng đầy sự nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì sẽ mất mạng lúc nào không hay. Hôm đó, một sự cố ở nơi làm việc đã diễn ra. Dầm, công trình xây dựng không được gia cố cẩn thận. Giàn giáo bị sập xuống, Mọi thứ diễn ra một cách chóng vánh. Những công nhân đang làm việc ở đó không kịp phản ứng. Hơn 12 người bị vùi lấp trong đống đổ nát. Những người khác thì bị thương, nằm la liệt. Một bầu không khí u ám bao trùm. Có người chứng kiến sự việc thì vô cùng hoảng sợ, nháo nhác, la hét thất thanh. "Cứu! Cứu với!" Công trình bị sập. Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi. Các thiết bị nhân công được đưa vào cố gắng đào bới bê tông đổ để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp mắc kẹt phía ngoài lực lượng cảnh sát y tế cảnh sát phòng cháy chữa cháy hối hả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cứu thương chưa bao giờ người dân ở đây chứng kiến một thảm kịch như vậy từng nạn nhân đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mỗi phút trôi qua đều rất quý giá công tác cứu trợ diễn ra vô cùng gấp rút không dám chậm trễ nhưng thật đáng tiếc dù cố gắng thế nào đi nữa thì thương vong là điều không tránh khỏi từng công nhân được đưa ra ngoài ai cũng trong tình trạng nguy kịch máu me khắp người nhuộm đỏ cả áo quần tình và minh cũng là một trong số những nạn nhân ở đó lúc tìm đến nơi hai vợ chồng gặp nạn thì mọi người đồng loạt rơm rớm nước mắt Minh dùng toàn thân che chắn cho tỉnh trước khối bê tông lớn. Nhưng vì tấm bê tông quá nặng nên đã đè bẹp hai vợ chồng. Các chiến sĩ cố gắng đưa Minh và tỉnh ra ngoài. Nhưng Minh đã hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống. Còn tỉnh thì thoi thóp thở. Trông rất yếu ớt. Vừa được giải cứu xong thì tỉnh được đưa ngay đến bệnh viện cùng với những công nhân bị thương khác. Tất cả mọi người ở đó cũng đều cầu mong cho những nạn nhân xấu số tai qua nạn khỏi tuy nhiên đi được nửa đường thì tình cũng không còn chống đỡ được nữa cô thoi thóp thở cố gắng cất giọng nói vô cùng yếu ớt xin hãy chăm sóc con tôi rồi tình tắt thở tim không còn đập tình chết một cách đột ngột không thể gặp con của mình cứ thế tình đã kết thúc cuộc đời của mình đầy vất vả cái chết cũng khổ sở và đau đớn không ngừng trong vụ sập giàn giáo này Đa phần nạn nhân đều không qua khỏi họ mang theo nỗi uất hận tức tưởi, không thể giải bày để đi đến một thế giới khác. Tiếng khóc nức nở vang lên khắp nơi. Bầu trời đổ cơn mưa nặng hạt, mọi thứ trở nên thật hoang tàn, thảm thương. Bệnh viện nhanh chóng liên lạc với người nhà bệnh nhân để hoàn thành thủ tục và đưa thi thể của những nạn nhân xấu số trở về cùng với gia đình. Bình đang đi học nên bệnh viện liên lạc với bên nhà trường để thông báo cô giáo nhận được tin thì xứng người ra không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc cuộc đời vô thường sống nay chết mai nhưng đáng thương nhất vẫn là những người ở lại ở trong lớp học bình vẫn đang chăm chú nghe giảng không hề biết chuyện gì xảy ra cô giáo chạy vào đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói xin phép thầy cho em được nói chuyện với bình một lúc ạ à. ở nhà có người gọi điện đến thầy giáo đồng ý bình cũng đứng dậy mà đi ra ngoài cô giáo đứng trước mặt bình đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước mắt bình không ngừng hoài nghi và thóc mắc chuyện gì đang xảy ra cô giáo lau nước mắt rồi nắm lấy tay bình an ủi bình ơi em nghe cô nói nha vâng ạ à, có chuyện gì mà cô lại khóc thế ạ à? bố mẹ em không may qua đời rồi một sự cố đã xảy ra ở công trường gì cơ. Bình hét lên đầy thống khổ. Chuyện này như xét đánh ngang tai vậy. Bình mất bình tĩnh không tin vào tai mình. Cậu ngồi gục xuống đất, nghẹn ngào nói. Cô, cô ơi, chuyện này là thật ư. Lúc sáng, bố mẹ em vẫn còn mạnh khỏe cơ mà. Bình ơi, cô biết em rất sốc. Hức, hức, trời ơi là trời. Mẹ ơi, bố ơi sao hai người lại bỏ con mà đi cơ chứ bố mẹ đi rồi con ở với ai cậu cứ khóc như thế rồi từ từ ngất lịm đi tiếng ồn ào của học sinh vang lên bình nhanh chóng được bế vào phòng y tế để nghỉ ngơi cô giáo ở bên cạnh không ngừng lo lắng bình từ từ tỉnh dậy sau cơn mê man trong giây phút ấy cậu ước gì mình không tỉnh lại còn hơn cậu tỉnh rồi thì phải đối mặt với sự thật đắng cay và đau đớn này cô giáo thấy bình đã tỉnh thì nhanh chóng vỗ về mạnh mẽ lên em dù bố mẹ em đã đi xa nhưng cô tin bố mẹ em vẫn đang ở bên cạnh em họ sẽ ngóng trông theo em từng ngày em hãy sống thật tốt để họ có thể yên lòng em nhé nước mắt của bình không ngừng rơi cậu nhìn cô giáo rồi nghẹn ngào nói cô ơi chuyện này là sao hả cô xin cô hãy nói với em điều đó không phải sự thật đi ạ Cô xin lỗi, nhưng cô không thể làm thế được, vì đây chính là sự thật. Bình khóc nức nở, con tim đau thắt lại, việc này tại sao lại xảy đến với gia đình của cậu cơ chứ? Một gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc, giờ đây lại chia xa như vậy, âm dương cách biệt, chẳng thể nào gặp nhau được nữa. Dưới áp lực của dư luận, chủ thầu xây dựng nhận hết trách nhiệm về mình rồi cho người nhanh chóng mai táng cho các công nhân trong đám tang bình khóc lóc đòi gặp mẹ và bố cho bằng được giọng nói khan đặc của bình vang lên mẹ ơi bố ơi tiếng kêu ấy khiến ai nấy chứng kiến đều sụi sut không ngừng rơi nước mắt thật tội nghiệp cho đứa trẻ đáng thương chưa kịp trưởng thành thì bố mẹ ra đi mãi mãi rồi đây số phận bình sẽ trôi giạt về đâu ai ơi thương kẻ mồ côi như bèo mặt nước biết trôi bến nào bình mồ côi cả cha lẫn mẹ cũng chẳng có họ hàng thân thích cậu cô độc giữa dòng đời rộng lớn không biết nương tựa vào ai số phận đáng thương của bình được một trung tâm chăm sóc trẻ em biết đến bình được đưa vào trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và bắt đầu một cuộc sống mới trước khi vào trung tâm nuôi dưỡng bình luôn mang theo bên cạnh mình món đồ chơi mà mẹ đã từng mua cho đó là sợi dây liên kết duy nhất của cậu với bố mẹ mình nhìn ngắm nó bình nhớ về những kỷ niệm hạnh phúc của cả ba người rồi lén lút khóc đối với một đứa trẻ những khổ đau mà cậu phải trải qua sẽ là vết sẹo chẳng bao giờ lành lại được nó sẽ dai dẳng đeo bám bình suốt cả cuộc đời ở trong trại trẻ bình bắt đầu làm quen với cuộc sống xa lạ những người bạn mới cùng cảnh ngộ những con người bơ vơ lạc lõng ấy nương tựa vào nhau mà sống tương lai phía trước vẫn còn rất dài bình rồi đây sẽ lớn lên sẽ trưởng thành chỉ mong sao bố mẹ ở trên thiên đường vẫn sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho đứa con của mình sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi cuộc sống bên ngoài kia sau biến cố thì vẫn phải tiếp diễn cậu phải dần chấp nhận quá khứ khổ đau và mang theo một hy vọng phía trước bình theo thời gian cũng trở thành cậu trai khôi ngô và tuấn tú được nhiều người ở trung tâm yêu quý cậu đã hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống ở đây ngoài thời gian học tập cậu sẽ phụ mọi người làm việc trồng rau chăm sóc em nhỏ cuộc sống cứ thế diễn ra cậu dần cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống cậu ước mình nhanh lớn để có thể làm được nhiều việc có ích hơn nữa hàng năm cậu sẽ được người mẹ nuôi của mình trong trung tâm đưa đến thăm mộ và thắp hương cho bố mẹ mình. Nhìn di ảnh của bố mẹ, Bình tự hứa với lòng là sẽ sống thật hạnh phúc, không khiến cha mẹ thất vọng. Sau khi tròn 18 tuổi và đủ khả năng để quyết định cuộc sống của mình, Bình nung nấu ước mơ được lên Hà Nội kiếm việc làm và lập nghiệp. Cậu muốn đi ra ngoài kia cảm nhận thế giới, cũng như sống trọn vẹn cuộc sống của mình. Viện trưởng ở trung tâm cổ vũ tinh thần cho Bình, rồi dặn dò: "Con đã lớn, đã có quyền quyết định cho tương lai của mình. Bà chúc cho con luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ. Đi xa đến đâu thì cũng nhớ về cội nguồn, nhớ về những người đã cứu mang và giúp đỡ mình. Nơi đây luôn sẵn lòng chào đón con trở về. Ngoài kia có vất vả, khó khăn quá thì quay về đây, phụng sự và cùng bà chăm sóc các em nhé." "Vâng ạ." con luôn luôn khắc ghi công ơn rộng lớn của mọi người ở đây con chắc chắn sẽ cố gắng hết mình thành đạt rồi quay trở về giúp đỡ thêm nhiều số phận bất hạnh nữa con sẽ nhớ mãi nơi này nơi đây chính là động lực để con cố gắng tốt lắm hãy sống thật ý nghĩa và trọn vẹn nha bình bình cảm động rơi nước mắt không ngừng trước khi đi cậu quay về căn nhà năm xưa mình từng ở để ngắm nhìn và dọn dẹp một lần cuối trước khi lên hà nội trong lúc bình dọn dẹp lại nhà cửa thì phát hiện ra một bí mật động trời dưới tủ quần áo gia đình có một túi đồ rất kỳ lạ bình tò mò mở ra thì thấy có bộ quần áo trẻ em đã cũ cùng một lá thư viết vội cầu trời cầu phật cho ai khi nhận nuôi đứa trẻ này thì sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc vì nhiều lý do bất khả kháng xảy ra tôi không thể nào nuôi đứa trẻ này được mong rằng sẽ có người có tấm lòng Bồ Tát, cứu mang, cứu giúp con tôi. Tôi nguyện dùng cả cuộc đời này cầu phúc cho người đã nuôi dưỡng con tôi. Chuyện này là sao đây? Cậu không phải là con của bố mẹ ư? Cậu ngã quỵ xuống đất, khóc nấc không thành tiếng. Người hàng xóm tình cờ đi qua nhìn thấy Bình như thế thì vội vã chạy đến. Bình, Bình ơi, cháu sao vậy? Bà, bà ơi, cháu, cháu không phải là con ruột của bố mẹ phải không ạ? À? chuyện này người hàng xóm ấp úng, bà nói cháu nghe đi mà, cháu đủ lớn để biết mọi chuyện rồi. thật ra năm ấy mẹ cháu đã nhặt được cháu ở ven đường, vì thương cũng như khao khát có con nên vợ chồng cái tình đã kêu mang cháu. ngày ấy hai vợ chồng nó phải chạy ngược chạy xuôi xin sữa cho cháu uống đấy. trời ơi! nếu như không có lá thư này chắc có lẽ cháu sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật này lá thư nào vợ chồng nó vẫn giữ lại những thứ của ngày ấy à hôm nay cháu dọn dẹp nhà cửa thì vô tình phát hiện ra cháu không thể ngờ được mọi chuyện lại thành ra như thế này bình nhà công sinh không bằng công dưỡng kết tình đã xem cháu như con ruột của mình mà chăm sóc và yêu thương cháu hãy chăm sóc mộ phần và nhang khói cho hai vợ chồng non nhé. Cháu chắc chắn sẽ làm vậy ạ. À. Tuy cháu không phải con ruột, nhưng bố mẹ vẫn luôn yêu thương và dành cho cháu những điều tốt đẹp nhất. Điều này làm cho cháu càng thấy yêu và nhớ bố mẹ nhiều hơn. Bình à, cháu có muốn tìm lại bố mẹ ruột của mình không? Cháu, cháu. Bình trần trừ rất lâu, không nói gì. Câu chuyện bỏ rơi đó cũng qua 18 năm lúc bỏ rơi cậu thì chắc chắn bố mẹ ruột của cậu cũng chẳng thiết tha gì cậu rồi cậu tìm kiếm làm gì nữa cơ chứ hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra và cậu cũng chỉ có bố minh và mẹ tình mà thôi bà hàng xóm nhìn bình biết ý nên không hỏi gì thêm nữa bình lảo đảo đi đến mộ của bố mẹ thắp nhang và khóc lóc không ngừng cậu ước gì có thể gặp bố mẹ một mình để được tỏ lòng thành kính và biết ơn nếu năm ấy không có bố mẹ kiêu mang thì bình cũng chẳng thể sống đến bây giờ sinh mạng của cậu thuộc về bố mẹ cậu ở đó đến tối muộn mới rời đi lòng cậu thầm nhủ nhất định năm nào cậu cũng sẽ về đây thăm bố mẹ ít nhất một lần giờ khởi hành đã đến bình ngồi lên xe đi hà nội những kỷ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí cậu cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc lúc sinh ra có bố mẹ yêu thương đùm bọc đến khi bố mẹ không còn thì bình vẫn luôn nhận được vòng tay yêu thương của những con người xa lạ có trái tim nhân hậu ngôi nhà ở trung tâm phúc lợi chính là ngôi nhà thứ hai của cậu là nơi cậu sẽ trở về khi mình chơi vơi vấp ngã quá khứ đau khổ qua đi nhường đường cho tương lai tốt đẹp bình mang một niềm tin mãnh liệt vào những điều xảy ra sắp tới lần đầu bước chân lên hà nội bình hoàn toàn choáng ngợp trước sự nhộn nhịp và đông đúc ở đây trong những năm ở quê nhà cậu chưa bao giờ thấy nhiều nhà cao tầng xe ô tô đến vậy bước chân ra xã hội mới biết cuộc sống này rộng lớn như thế nào dưới tán cây bình hít hàm mùi hoa sữa mùi thơm đặc trưng của hà nội cậu quyết tâm sẽ sinh sống và phát triển sự nghiệp ở đây theo chân hoàng người anh quen thuộc bình đến xin làm phục vụ cho một nhà hàng ở gần bờ hồ nhìn nhà hàng sang trọng tấp nập người ra vào, bình suýt xoa không ngừng. Trời ơi, nhà hàng này thật đông khách. Tí nữa, cậu hãy theo anh vào trong kia xin việc, cứ thoải mái, tự tin trả lời. Nếu có ấn tượng tốt thì sẽ được nhận thôi. Vâng ạ, à, em sẽ cố gắng hết mình. Người quản lý bước ra, hỏi Bình những câu hỏi cần thiết để tuyển người vào làm. Thực chất, làm phục vụ không cần có quá nhiều kinh nghiệm nhưng bắt buộc phải chịu thương chịu khó không nề hà bất cứ điều gì bình tự tin mình sẽ làm tốt nên nhanh chóng được nhận ngày đầu đến làm cậu được phát bộ đồng phục rồi được quản lý chỉ dẫn các công việc bình tập trung lắng nghe cố gắng ghi nhớ những điều mà quản lý nói đối với những người từ quê lên thành phố làm việc giọng điệu và cách nói chuyện là điều cần lưu ý nhất bình cố gắng không nói những từ địa phương nói chậm lại không bị vấp từ từ luyện cho mình một giọng nói dễ nghe phổ thông để giao tiếp đi làm ở đây bình được bao ăn uống và chỗ ở cậu vui vẻ và thầm cảm ơn người anh em của mình nhờ anh mà cậu có một cơ hội làm việc ổn định đầy đủ nhà hàng bình làm có hơn mười mấy người làm từ nhiều nơi đến đây mọi người xem nhau như người nhà luôn giúp đỡ và yêu thương nhau bình là người mới nên nhận được sự quan tâm của mọi người khi gặp khó khăn thì sẽ có người giải vây chỉ cách xử lý bình cứ như thế mà làm quen với công việc cũng như thân thiết với mọi người hơn hôm nay khi đang làm việc thì anh hoàng kéo cậu ra sau nhà nói chuyện bình ơi dạ có chuyện gì sao anh có lẽ anh sẽ nghỉ việc ở đây rồi tìm việc ở nơi khác tại sao vậy ạ à? công việc đang tốt cơ mà mọi người đều thân thiết với nhau anh đã làm việc ở đây hơn bốn năm nhưng vẫn chỉ là một người phục vụ quèn không có tương lai sự nghiệp gì anh muốn nghỉ việc đi tìm công việc khác để phát triển bản thân anh chắc chắn không chắc gì anh nghỉ việc ở đây thì sẽ tìm được công việc tốt hơn tại sao anh không phấn đấu ở đây thêm ít năm nữa rồi đi khi đã có vốn mình thích kinh doanh hay làm gì cũng tiện hơn. Bốn năm là con số quá nhiều với anh rồi. Anh không thể gắng gượng thêm được nữa. Bình à, em hãy cố gắng làm việc nhé. Khi nào có thời gian, hai anh em mình sẽ gặp nhau. Anh vẫn ở lại Hà Nội phát triển chứ? Tất nhiên rồi. Khi nào ổn định, anh sẽ gọi cho em. Vâng ạ. À, nếu anh đã quyết tâm như vậy thì chắc chắn anh cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Chúc anh sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, không còn mông lung mờ mịt nữa. Cảm ơn em nha. Hôm nay cũng là bữa cuối anh làm việc ở đây rồi. Có gì tối nay anh em mình đi nhậu một hôm nhé. Chuyện này, nhưng mà công việc đến tận 10 giờ mới xong, em sợ không đi được. Cậu em chăm chỉ quá đấy. Xin nghỉ một hôm để tạm biệt anh không được sao? Cái này đột ngột quá em không thể xin phép được có gì hôm sau anh em mình mình gặp nhau sau ạ à? thế cũng được vậy đứng nhìn anh hoàng rời khỏi nhà hàng bình cảm giác có chút buồn và hụt hẫng vậy là ở hà nội này cậu chẳng còn người quen nào bên cạnh nữa rồi và khi lắng nghe những lời chăn trở của anh bình cũng suy nghĩ rất nhiều về tương lai rồi đây cậu sẽ gắn bó công việc phục vụ này cả đời hay là sẽ tìm cho mình một hướng đi mới. Sự chênh vênh, hoang mang khiến cậu cảm thấy đau đầu xe lẫn có chút băn khoăn. Ước gì có ai đó xuất hiện và giúp đỡ cậu thoát khỏi sự mông lung này. Công việc phục vụ vẫn lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Làm việc không ngơi tay, cậu cố gắng vượt qua mọi mệt mỏi, khó nhọc và gắn bó với nơi đây đã hơn một năm nay. Làm việc càng lâu, bình càng nhận ra rằng không thể gắn bó ở đây được mãi nếu cứ vui đầu và kiếm tiền bằng cách này mấy năm sau cậu vẫn vậy là không có thay đổi gì ước mơ của cậu trước kia là muốn được thành đạt giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn và sống một cuộc đời ý nghĩa cơ mà nếu thời gian dành cho công việc phục vụ thì lấy đâu ra cơ hội để phát triển và vươn lên bình xin nghỉ phép một ngày quyết định đi một vòng ở hà nội để ngắm nhìn và suy nghĩ hướng đi tiếp theo của mình lúc này cậu nhận được điện thoại của viện trưởng ở trung tâm một giọng nói khàn đặc vang lên bình ơi vâng con đây ạ à. con ở trên đó sống có tốt không ở dưới này mọi người mong nhớ và quan tâm con lắm con ổn ạ à? chỉ là ở đây cuộc sống xô bổ quá có nhiều lúc con cảm thấy mệt mỏi và bất lực còn ước gì mình được trở về thuở bé không bận tâm quá nhiều về cơm áo gạo tiền cố gắng lên con nhé khi nào mệt quá thì về đây thăm mọi người vâng ạ à. mà này con có nhớ ngày rỗ của bố mẹ mình không chỉ ít ngày nữa là đến rồi đấy con có về được không con vẫn nhớ ạ à? chỉ là công việc trên này bận rộn quá con sợ mình không về được. Thế à? Nếu bận quá thì không về cũng được, mà khi nào rảnh thì sắp xếp về gặp các em nhà Bình. Các em cứ nhắc anh Bình suốt đấy. Vâng, con sẽ về sớm thôi. Lúc về chắc chắn sẽ có quà cho mọi người. Điện thoại tắt. Bình cảm thấy nhớ Nhung Trung tâm nuôi dưỡng mình lớn lên. Sự khao khát muốn trở nên thành đạt và giàu có trong cậu lại trào dâng. Cậu muốn thay đổi mình thay đổi cuộc sống để có thể góp công và xây dựng trung tâm ấy ngày càng mở rộng hơn cũng như cưu mang thêm nhiều mảnh đời bất hạnh nữa tối hôm đó cậu quyết định sẽ nghỉ làm phục vụ ở đó và tìm kiếm cho mình một cái nghề để học trong đầu cậu hiện ra những sự lựa chọn khác nhau làm bếp sửa chữa kinh doanh những công việc ấy cậu cảm thấy không hứng thú lắm cuối cùng bình quyết định sẽ học lái xe và trở thành một người tài xế công việc lái xe di chuyển nhiều không nhàm chán chắc chắn sẽ phù hợp với bình nếu cậu có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ có những cơ hội làm việc tốt và sẽ tiếp xúc với những con người thành đạt để học hỏi kinh nghiệm nói là làm sáng hôm sau bình lên xin phép nghỉ việc người quản lý ngạc nhiên không ngừng bởi từ trước đến nay bình luôn chăm chỉ làm việc không hề kêu than quản lý rất hài lòng với tác phong làm việc của bình anh quản lý còn có ý định sẽ tăng lương cho bình nữa bình này công việc đang tốt sao em lại muốn nghỉ em muốn tìm một công việc phù hợp hơn với mình ạ à? ở đây tuy mọi thứ đều tốt nhưng em nghĩ mình không hợp với công việc bận tối mắt tối mũi này ạ à? cuộc sống mưu sinh của những người không học thức không kinh nghiệm gì thì bắt buộc phải thế chứ sao em có chắc rời đi rồi em sẽ tìm được một công việc tốt như ở đây không đừng mơ mộng nữa chấp nhận số phận của mình và kiếm tiền ở đây đi một khi đã nghỉ việc thì sẽ không có cơ hội trở lại đâu em suy nghĩ kỹ rồi ạ à. em còn trẻ em muốn thử sức mình nhiều hơn nếu em đã suy nghĩ như vậy thì cho dù anh có nói gì đi nữa em cũng sẽ chẳng thèm nghe đâu thế thì bây giờ anh sẽ quyết toán lương cho em luôn vâng em cảm ơn anh sau khi trừ đi hết các khoản phí bình nhận trên tay số tiền lương ít ỏi bình không mấy vui vẻ chạy đến gặp quản lý để nói chuyện anh trả lương cho em kiểu gì vậy ạ à? sao lại ít vậy chứ người quản lý bây giờ mới lộ bộ mặt thật của mình không còn nhẹ nhàng nói chuyện với bình nữa cậu có thể nhận hoặc không cậu đã hết giá trị ở nhà hàng này rồi cậu còn muốn nhận lương nhiều ư? Nhưng mà, theo luật, lương của nhân viên sẽ được trả đầy đủ khi nghỉ việc cơ mà. Sao anh lại cắt xén hết vậy? Luật là luật, còn nhà hàng này có quy định riêng. Những ai rời đi thì sẽ có kết cục như cậu vậy đó. Các anh làm ăn như vậy là không được rồi. Như thế là quá bất công với những người như tụi em. Làm phục vụ mà còn đòi quyền lợi nữa ư? nghe nói cậu muốn thay đổi cuộc sống phát triển tương lai cơ mà thế thì đi khỏi đây đi chắc chắn rồi cậu sẽ bị xã hội tát cho một cái đau điếng ở đó mà mơ mộng hão huyền xem thử cậu có làm nên trò trống gì không hay lại có ngày lại đến đây khóc lóc xin vào làm anh anh lúc làm việc thì anh vui vẻ hổ khởi đến lúc hết giá trị lợi dụng anh quay sang chỉ chiết nhân viên của mình như vậy ư quản lý chỉ bật cười một tiếng, rồi quay lưng bước đi. Bình lần đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc đời và những bộ mặt khác nhau trong xã hội này. Sách vali đổ trên tay cậu rời khỏi nhà hàng. Cậu liên lạc với Hoàng rồi xin vào ở trọ với anh. Hoàng vui vẻ đồng ý cho Bình địa chỉ. Bình liền bắt xe và tìm đến khu trọ nơi anh ở. Cậu theo anh vào một khu trọ tồi tàn, ẩm thấp. Thấy anh sống ở nơi tăm tối như vậy. Bình lên tiếng anh sống ở đây ư ở đây trông không được ổn lắm khi xác định để theo đuổi ước mơ thì phải chịu khổ nhiều bình à. ở hà nội có chỗ ở là may mắn lắm rồi mà em cũng quyết định nghỉ ở đó rồi hả vâng ạ à, em muốn nghỉ để đi học nghề bây giờ em mới thấm những lời anh nói em không muốn thanh xuân mình đắm chìm ở đó nữa được rồi cứ nghỉ ngơi ở đây đi rồi anh em mình nương tựa vào nhau mà anh ơi tên quản lý ấy hóa ra cũng đều cáng lắm lúc thanh toán lương hắn ta dám cắt xén tiền của em em bực mình mà chẳng đòi lại được mình làm ở đó thì xác định khó có thể đòi quyền lợi được thôi thì coi như bài học để khôn người ra vâng ạ mà công việc của anh sao rồi ạ vẫn đang khó khăn chật vật lắm nhưng mà anh vẫn có niềm tin vào tương lai Cố gắng lên anh nhé. Ừ, em cũng vậy nha. Hai anh em trò chuyện một lúc, Bình cũng mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay. Bình dùng số tiền mình tích góp được đi đăng ký học lái xe. Lúc đầu học, cậu bỡ ngỡ, run tay lắm. Nhưng rồi, khi đã quen, cậu nhanh chóng nhớ được các thao tác, làm chủ được tốc độ rồi ngày càng lái tốt hơn. Ngày thi bằng lái, bình được điểm cao và được cấp bằng cơ hội việc làm bắt đầu mở ra bình đăng ký vào một hãng taxi để làm việc ở đây cả hai có hợp đồng quy định cụ thể bình vui vẻ ký kết và nhận xe của mình ngày đầu lái xe bình chở một gia đình nhỏ đi chơi bình cẩn thận chào đón mỉm cười vui vẻ chuyến đi diễn ra trong êm đẹp cậu cầm những đồng tiền lương đầu tiên lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc công việc này vừa tự do lương thưởng cũng ổn bình chắc mầm mình sẽ nhanh chóng có vốn liếng và phát triển nhanh thôi rồi chuyến đầu tiên chuyến thứ hai chuyến thứ ba các chuyến đi cứ thế diễn ra trong tốt lành bình thoải mái sàng khoái tinh thần lúc nhận được tháng lương đầu tiên bình quyết định sẽ gửi tiền về trung tâm để mua kẹo bánh cho các em tuy món quà đó không có quá nhiều giá trị nhưng nhờ đó bình lại có sức mạnh để phấn đấu hơn như thường ngày bình sẽ ăn sáng đơn giản rồi lên xe để đi chở khách nhưng hôm nay cả người của bình cứ có cảm giác gì đó rất lạ cậu không thể hiểu được trong lòng bình cảm thấy có gì đó bất an vị khách đầu tiên bình trở là một kẻ say rượu vừa lên xe hắn đã chửi bới không ngừng bình cảm thấy khó chịu nhưng với nguyên tắc tôn trọng khách hàng bình vẫn rất nhẹ nhàng để nói chuyện quý khách muốn đi đâu ạ à? về đường nguyễn văn cử được ạ à, của quý khách hết hai trăm nghìn vừa nghe đến số tiền phải trả hắn như nổi điên lên hắn đập phá chửi bới không ngừng gì mà đắt vậy muốn lấy giá cắt cổ người ta à từ đây đến đó rất xa nên giá này là hợp lý rồi ạ. À. Mắc quá, làm ăn như vậy là không được rồi. Bình cố gắng bình tĩnh, giải thích cặn kẽ cho hắn nhưng hắn không thèm để ý, hắn quát lên. Thế bây giờ muốn sao? Giờ có chở khách không? Trong người tôi chỉ còn 50.000 thôi. Giá đó thì không thể nào đi được ạ. À. Như thế còn chẳng bù vào tiền xăng nữa. Hắn lầu bầu một lúc, rồi nằm ngủ li bì ra đó bình bất lực lắc đầu ngao ngán mới sáng ngày ra cậu đã không may khi gặp một vị khách như vậy bây giờ khách đã ngủ thế kia cậu không còn cách nào khác là chở khách đến nơi khách muốn còn tiền bạc có lẽ đến nơi sẽ có cách giải quyết vừa đi được một đoạn thì hắn nôn thốc nôn tháo ra khắp xe khiến cả xe nồng nặc mùi rượu bình nhăn hết mặt lại bất lực trước những gì đang diễn ra khi đang tìm chỗ để rửa xe thì bỗng nhiên đằng xa có một chiếc xe container xe đầu kéo mất lái chạy đến đâm vào xe của bình bình hốt hoảng sợ hãi bẻ tay lái rồi tông vào lan can bên đường một dòng máu đỏ chảy ra ở đầu bình ngất lịm đi không còn biết gì nữa cả tiếng xe cấp cứu vang lên đầy trói tai bình được đưa vào bệnh viện với tình trạng hôn mê sâu chân bị mảnh thủy tinh cứa vào, máu lênh láng. Trong cơn mơ màng, Bình mơ thấy mẹ và bố, cả hai ở phía xa xa vẫy tay về phía cậu. Cậu nhanh chóng chạy đến thì chẳng thấy ai ở đó cả. Tiếng mẹ vọng lại đầy xót xa, cố gắng sống nha con. Bố mẹ luôn phù hộ cho con. Bình được cấp cứu và phẫu thuật ngay lập tức. Cứ tưởng Bình sẽ chẳng qua khỏi. Nhưng ngờ đâu, như một phép màu xuất hiện bình may mắn sống sót giữ được tính mạng lúc bình tỉnh lại cậu cảm thấy cơ thể mình đau nhức không ngừng nhìn xuống đôi chân của mình thì bình hoàn toàn bị sốc một bên chân đã bị cắt đi một nửa bình hoảng loạn bật khóc nức nở mà hét lên trời ơi chuyện này là sao tiếng hét của bình làm náo động cả phòng bệnh y tá bác sĩ nhanh chóng chạy vào để chấn an và nói rõ tình hình đôi mắt bình đỏ hoe nhìn bác sĩ bác sĩ ơi sao chân tôi lại thành ra như thế này xin chia buồn cùng cậu lần tai nạn này chân trái cậu bị tổn thương nặng nề cần phải được cắt bỏ chuyện này không ai muốn nhưng nếu không cắt chắc chắn sức khỏe cậu sẽ bị ảnh hưởng không không tôi không tin bình ôm đầu khóc nức nở mọi chuyện đến quá nhanh khiến cậu không tài nào chấp nhận nổi từ một con người khỏe mạnh chỉ trong một khoảnh khắc cậu đã trở thành người khuyết tật những ngày sau đó bình không chịu ăn uống gì bác sĩ bất lực không ngừng xót thương đối với một chàng trai trẻ tuổi xuân phơi phới bao dự định tương lai tốt đẹp đang ở phía trước mấy ai có thể chịu được tình trạng của bình ngày càng nguy kịch cũng chẳng có người thân nào ở bên chăm sóc và an ủi. Trước sự việc khẩn cấp ấy, một bác sĩ tâm lý được điều đến để khuyên giải và giúp bệnh nhân thoát khỏi sự tiêu cực, tiếp nhận điều trị. Mạng người vô cùng quan trọng, không thể trần trừ thêm được nữa. Vị bác sĩ tâm lý nhanh chóng xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên mọi người nhìn thấy là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, có khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng. Bình nhìn người bác sĩ trước mắt mình, không nói một lời nào cả cậu im lặng mặc cho nước mắt lăn dài ướt đẫm cả vạt áo vị bác sĩ tâm lý kia nhẹ nhàng tiến đến vỗ về cậu rồi ân cần nói chàng trai trẻ à tôi biết cậu đang rất sốc và đau khổ với những gì đang xảy ra nhưng cuộc sống vốn dĩ khó lường mà mình phải học cách chấp nhận và mạnh mẽ vượt qua tuy mình không còn có đôi chân lành lặn nhưng mình có ý chí thì chắc chắn tương lai sẽ rộng mở những lời nói ấy của bác tâm lý bình nghe hết cậu cũng hiểu nhưng thật sự bây giờ cậu không thể nào mà chấp nhận được chuyện này cậu nhìn bác sĩ với đôi mắt đỏ hoe chất chứa cả một bầu trời tâm sự như nhìn thấy khổ đau trong mắt bình bác sĩ nắm lấy tay bình rơm rớm nước mắt sự đồng cảm là liều thuốc quan trọng nhất trong quá trình thấu hiểu và chữa trị cho bệnh nhân bình bất ngờ trước hành động của bác sĩ cậu muốn rút tay mình lại nhưng rồi khi nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại trên má của bác sĩ bình thả lòng người ra rồi lắng nghe bác sĩ nói tiếp giọng bác sĩ bỗng trầm xuống cậu làm tốt lắm bây giờ để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nha mong rằng khi nghe xong câu chuyện này xong cậu sẽ ổn hơn và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống câu chuyện này là câu chuyện về chính gia đình tôi và cũng là nỗi đau mà tôi luôn mang theo mình hôm nay đây gặp cậu bỗng nhiên tôi lại muốn kể ra bình im lặng lắng nghe không nói một lời nào ánh mắt xa xăm hướng về trước vị bác sĩ từ từ dẫn dắt câu chuyện giọng nói êm dịu xen lẫn buồn phiền cậu bình đây thật sự có dáng vóc tương đương con trai tôi nhìn cậu tôi lại nhớ đến thằng bé vô cùng thằng bé nhà tôi cũng từng có một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc thằng bé thi đậu vào một trường đại học có tiếng là con ngoan trò giỏi của thầy cô đáng lẽ ra nó sẽ có một cuộc sống rực rỡ huy hoàng nhưng trong lúc con tôi đi về thì không may bị người ta đâm trúng thằng bé bị liệt hai chân không thể cử động được não bộ cũng bị tổn thương nặng nề Thằng bé đã cố gắng để chữa trị nhưng bệnh tình càng nặng hơn. Cuối cùng không thể chống cự nữa mà rời khỏi thế giới này. Trước khi đi, thằng bé có nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, nếu có kiếp sau, con sẽ sống ý nghĩa hơn nữa. Dù con có thể nào, con sẽ không từ bỏ cuộc sống này đâu." Những lời nói của con tự nó như là động lực để tôi vượt qua nỗi đau mất mát khi mất đi đứa con yêu quý của mình. Cậu biết không, đến những người chỉ còn một ngày để sống họ cũng muốn mình sống thật trọn vẹn và ý nghĩa cớ sao cậu lại bỏ mặc bản thân mình như thế cuộc sống còn rất dài cơ mà tôi tin cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp cháu cháu bình ấp úng mở lời khi tôi kể câu chuyện này chỉ mong cậu hiểu rằng cuộc sống này rất đáng quý nhiều người ngoài kia ước được như cậu để có cơ hội sống tiếp Khiếm khuyết của cậu có thể được khắc phục bởi chân giả. Cậu cũng sẽ đi lại được bình thường, sống cuộc đời cậu muốn. Đừng để những khiếm khuyết ấy ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu được không? Nhưng mà, chuyện này là cú sốc quá lớn đối với cháu. Cháu chỉ muốn chết đi mà thôi. Trời ơi, mạng sống của mình đáng quý vô cùng. Cậu nghĩ mà xem, mẹ mình đã cố gắng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rồi bố mẹ dành biết bao nhiêu thời gian, công sức để chăm bắm, nuôi lớn cậu đến ngày hôm nay. Nếu cậu chết thì cậu sẽ mang một cái nghiệp rất lớn. Cậu đã tự mình vứt bỏ đi quyền sống của bản thân. Cậu nghĩ kỹ lại mà xem. Khi con trai tôi bị bại liệt hai chân, nó vẫn khát khao được sống cơ mà. Lẽ nào, cậu lại yếu đuối và buông xuôi dễ dàng vậy ư? Bình trầm mặc rất lâu, câu chuyện về người con trai của bác sĩ tâm lý cô nga đã khiến bình bối rối và suy nghĩ rất nhiều câu chuyện ấy như một lời an ủi cũng như một lời động viên vô cùng sâu sắc đối với cậu cậu cứ nghĩ mình khổ mình đau nhất nhưng hóa ra khi nhìn kỹ hơn mình sẽ phát hiện ra có nhiều người còn khổ còn bất hạnh hơn mình nhiều nhiều người muốn được sống nhưng lại chẳng có cơ hội đó còn cậu cậu vẫn khỏe mạnh sống sót thần kỳ sau hoạn nạn cậu nên trân trọng mạng sống của mình chứ buổi trị liệu đầu tiên kết thúc bình đã bắt đầu uống thuốc một khởi đầu có vẻ tốt lên cứ thế hàng tuần khi có thời gian cô nga lại sẽ đến nói chuyện và truyền cho bình động lực vươn lên vượt qua nghịch cảnh bình lúc đầu còn khép kín ngại ngùng nhưng sau dần bình mở lòng mình ra cả hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều khi tâm trạng đã tốt lên bình xem cô nga như người bạn người thầy của mình mà nói những ấm ức và khổ đau mà mình đã từng trải qua bình từ từ hé mở kể cho cô nga nghe về cuộc đời của mình từ biến cố bố mẹ mất đến những khó khăn trong công việc rồi sự chênh vênh giữa cuộc đời cô độc nói ra được hết bình nhẹ lòng hơn rất nhiều hai tâm hồn khác nhau dần đồng điệu sự sẻ chia yêu thương luôn hiện hữu khắp nơi bình ước gì cậu sẽ có một người bạn, người cố gắng bó với mình mãi mãi như vậy. Lắng nghe về câu chuyện cuộc đời của Bình, chàng trai độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, nhưng lắm đắng cay. Cô Nga đã vô cùng xúc động và lặng lẽ rơi nước mắt. Cô Nga nắm chặt tay Bình mà nghẹn ngào nói. Vậy là bây giờ, cháu không còn bố còn mẹ nữa ư. Cháu vẫn luôn ước mong mình sẽ có một gia đình để nương tựa. Vâng, đó là những khao khát thầm kín của cháu nếu có gia đình để yêu thương cháu nghĩ mình sẽ dễ dàng vượt qua mọi chuyện hơn trời ơi quả thật là đứa trẻ tội nghiệp vậy cháu đã từng nghĩ mình sẽ có cho mình một bố mẹ khác không một người bố mẹ không hề máu mù ruột già nhưng lại yêu thương cháu vô điều kiện cháu cháu từng có nhưng đã đánh mất rồi có lẽ cháu sinh ra vốn dĩ là cô độc cháu đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa nha cháu xứng đáng có được hạnh phúc cơ mà nhưng mà có bố mẹ khác nữa ư cháu làm sao mà tìm được với lại bây giờ cháu cũng chẳng bao giờ nghĩ tới cháu chỉ là một đứa trẻ không may mắn lại tật nguyền ai lại muốn có một đứa con như cháu cơ chứ bình à thật ra vợ chồng cô luôn đau đáu về cái chết của con trai mình cô luôn muốn làm gì đó để có thể giải tỏa được những nỗi niềm ấy này cô được gặp cháu cháu mang lại cho cô một cảm giác rất thân quen lạ thường cháu giống con trai cô từ dáng vóc đến ánh mắt cháu cháu có thể cùng vợ chồng cô cùng xây dựng một gia đình không cháu sẽ trở thành con của vợ chồng cô chúng ta sẽ sẻ chia yêu thương nhau và cùng chữa lành nỗi đau do quá khứ mang lại Cô hứa sẽ cho cháu một cuộc sống gia đình ấm cúng như cháu muốn. Bình hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị ấy, mọi chuyện cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Cháu nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô chắc chắn muốn đồng hành và cho cháu một tổ ấm gia đình chứ? Chuyện này thật khó để có thể thực hiện được. Tất nhiên là cô muốn như vậy rồi. Bình à, cô cảm thấy mình rất may mắn khi có cơ hội được gặp cháu nếu như cháu trở thành con trai cô thì cô sẽ rất hạnh phúc và cảm thấy tuyệt vời gia đình được xây dựng trên sự tin tưởng và yêu thương nếu cháu và cô đều thật lòng thật ý thì chắc chắn sẽ một gia đình đúng nghĩa cháu yên tâm đi cô sẽ bù đắp hết những tổn thương mà cháu gặp phải có cháu rồi cô sẽ được làm mẹ thêm lần nữa nhưng mà ai lại nhận nuôi một đứa con tàn tật cơ chứ bình à Cháu đừng mất niềm tin vào bản thân mình như thế. Đứa trẻ nào sinh ra cũng đáng được yêu thương và che chở. Cháu à, dù cháu bao nhiêu tuổi hay bị khiếm khuyết thế nào đi nữa thì cháu vẫn xứng đáng được sống hạnh phúc. Sự cố không may xảy đến, cháu chỉ mất một chân. Bây giờ, y tế hiện đại sẽ sớm thôi, cháu sẽ có đôi chân giả của riêng mình. Cháu sẽ được chạy nhảy, hoạt động bình thường cháu nên có niềm tin vào tương lai ấy chứ nhưng mà cháu hãy ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe có thời gian thì cháu hãy cứ suy nghĩ về lời đề nghị của cô cô nghĩ cháu sẽ có một câu trả lời vào lần gặp tới phải không nào bình ngập ngừng có chút xuyến sau khi nhìn thấy cô nga rời đi buổi thăm khám kết thúc bình luôn chăn trở về lời đề nghị ấy chuyện này nếu là thật thì cậu sẽ có thêm một người bố một người mẹ mới ư vậy là cậu sẽ không còn cô đơn giữa thế gian này nữa rồi những ngày sau đó bình luôn mong ngóng sự xuất hiện của cô nga ước gì hai cô cháu có thể gặp nhau sớm và cùng nhau trò chuyện hôm nay sau khi uống thuốc xong bình thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời nắng đẹp cây xanh tươi tốt cậu cảm thấy lòng mình bình yên không còn khổ đau như trước nữa Nhìn đôi chân bị cắt cụt, cậu nhẹ nhàng sờ lấy nó, bình dần dần chấp nhận bản thân không hoàn hảo của mình. Cánh cửa phòng mở ra, cô Nga xuất hiện cùng với một người đàn ông trung niên, mang dáng dấp của một người thành đạt. Khuôn mặt người đàn ông có chút nghiêm nghị, khó tính. Bình không suy nghĩ quá nhiều mà nhanh chóng mỉm cười với cô Nga. Bình lên tiếng trước. "Cô đã đến rồi đó ư? Cháu mong ngóng cô mãi." thật vậy ư khi nghe cháu nói vậy cô vui lắm bình à đây là chồng cô chú thành cháu chào hỏi đi vâng ạ à. bình nhìn chú thành rồi lễ phép chào chú mỉm cười khuôn mặt lạnh lùng trước đó thay bằng khuôn mặt dễ chịu và thân thiện hơn cô nga nhìn bình ánh mắt tràn ngập sự yêu thương hôm nay cô dẫn chú đến đây để gặp cháu không biết lời đề nghị hôm trước mà cô đã nói cháu đã suy nghĩ chưa cháu đã dành thời gian để suy nghĩ rất nhiều thật sự cháu rất biết ơn cô nhờ cô mà cháu có niềm tin vào bản thân mình hơn cháu có thể gọi cô bằng một tiếng mẹ được không ạ à? tất nhiên là được rồi cô nga rơi nước mắt rồi từ từ đến nắm lấy tay bình chú thành cũng tiến đến vỗ vai vợ mình an ủi bình xúc động cất lời mẹ ơi bố ơi tiếng gọi ra diết thân thương vang lên cả ba người sùi sụt nước mắt rơi lã chã bình ôm chầm lấy bố mẹ mới của mình cảm nhận tình cảm gia đình cô nga vuốt ve mái tóc của bình nghẹn ngào nói con ơi mẹ thương con lắm bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường bây giờ trong giây phút này cuộc sống dường như chỉ còn lại hạnh phúc những khổ đau hoàn toàn tan biến hết. Duyên phận luôn rất thần kỳ và vi diệu. Bình mất đi bố mẹ mình, nhưng ông trời lại mang đến cho cậu một gia đình khác. Gia đình mới này sẽ giúp cậu mở ra chương mới của cuộc đời mình. Những ngày sau đó, Bình luôn được mẹ Nga chăm sóc và quan tâm. Những bát cháo nóng hổi, những bữa cơm thơm lừng được chính tay mẹ nấu cho. Bình vui vẻ ăn hết, không chừa một hạt nào ngon quá mẹ ơi ăn thế này chẳng bao lâu con sẽ béo lên mất béo khỏe béo đẹp chứ sao con cứ ăn hết mình đi đói thì mẹ sẽ nấu tiếp vâng ạ à, con cảm ơn mẹ nhiều con không cần phải cảm ơn đâu chỉ cần con mau chóng khỏe lại là được rồi mẹ ơi mẹ có thể kể cho con nghe thêm về gia đình của mình được không con vẫn chưa hoàn toàn biết hết được ôi mẹ sơ suất quá mẹ cứ mãi vui mà quên mất nói cho con nghe thật ra mẹ và bố đều là người nghệ an lên đây lập nghiệp hiện tại cũng có nhà có xe ở đây rồi thế bố mẹ với con là cùng quê rồi thật sự mọi chuyện quá là trùng hợp thế nên khi mẹ nghe được câu chuyện của con thì mẹ hết sức xúc động và ngạc nhiên đó cũng là lý do mà mẹ muốn nhận con làm con nuôi của mình chúng ta thật sự có quá nhiều điểm tương đồng vâng con cảm thấy mình rất may mắn khi được gặp mẹ và bố con cứ vui vẻ hạnh phúc là được rồi bố mẹ không mong cầu gì hơn còn về chuyện gặp mặt này mẹ phải cảm thấy mình may mắn chứ ít ra mẹ có thể bù đắp được những gì mình chăn trở mẹ nói vậy là sao không lẽ lúc trước mẹ có nhiều tiếc nuối lắm ư chuyện này mà thôi con ăn no rồi thì hãy nghỉ ngơi đi cho khỏe nha." Mẹ ra ngoài một lúc. "Vâng ạ." À. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, bà Nga thẫn thờ ngồi ở hành lang. Ông Thành cũng ở phía sau bước đến. "Nga này, em chắc chắn muốn nhận nuôi đứa trẻ này chứ?" "Vâng ạ. À. Em rất muốn. Em muốn lấp đầy chỗ trống trong lòng mình. Khi trước, lúc con trai mình còn sống, em cứ mãi mê kiếm tiền, không chăm sóc được cho con hai mẹ con lúc nào cũng cãi vã không hề vui vẻ đến tận bây giờ em vẫn còn day dứt hối hận lắm ngay từ khi gặp bình em cứ ngỡ như nhìn thấy con mình em phải đối xử tốt với nó cho tâm can mình khỏi xáo động nữa nhưng mà như thế bình cũng chỉ là đứa con trai bị thay thế thôi ư em không thấy như thế là ích kỷ à em chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mình thôi anh không thấy ư thằng bé rất vui vẻ và hạnh phúc mà dù là thay thế đi nữa nhưng thằng bé vẫn được hưởng giàu sang phú quý được em yêu thương cơ mà ngà này em thật sự vẫn chưa thể nào hiểu hết về tình mẫu tử rồi có lẽ còn rất lâu nữa em mới có thể biết cách yêu con ông thành thở dài nhìn vợ mình ông hoàn toàn đồng ý việc bà nga nhận nuôi bình nhưng nếu như thằng bé biết mình chỉ là người thay thế thì thằng bé có còn vui nỗi không ông thành thầm nghĩ nhờ tích cực ăn uống và điều trị bình nhanh chóng hồi phục sức khỏe và ra viện lúc đầu khi chưa có chân giả để đi bình cố gắng đi nạng lúc mệt quá thì sẽ ngồi xe lăn sự khiếm khuyết ấy khiến cậu có chút tự ti không dám ra ngoài nhưng rồi nhờ sự cổ vũ của bố mẹ bình lấy lại sự tự tin của mình bình được bố thành mẹ nga đưa về nhà của cả hai căn nhà trước mặt khang trang và rộng lớn bình được tự do chọn phòng ngủ cũng như được phép trang trí theo ý thích của mình chưa bao giờ bình cảm thấy mình được vui vẻ như bấy giờ một căn nhà đẹp có bố mẹ yêu thương điều đó là quá tuyệt rồi cậu bước vào một căn phòng được khóa cửa ở cuối hàng lang căn phòng này nhìn sơ qua chắc chắn là căn phòng của người con trai đã mất của bố mẹ nhìn cách bài trí cậu chắc chắn chàng trai ấy là một người thích chơi game cũng rất ngăn nắp và gọn gàng ở đầu giường có bức ảnh được úp xuống cậu tò mò dựng lên trong ảnh là một chàng trai vui vẻ đang mỉm cười thật tươi nhìn sơ qua công nhận rằng Bình và người trong ảnh có nét giống nhau thật. Trách gì? Mẹ cứ muốn cậu làm con trai bà. Đang say sưa nhìn ngắm thì bên ngoài vọng lại giọng nói của mẹ. Con không được vào phòng đó. Căn phòng đó nghiêm cấm con vào. Đây là lần đầu tiên. Bình thấy mẹ có vẻ nổi nóng và khó chịu. Bình sợ hãi. Đi ra ngay lập tức. Vừa ra khỏi phòng. Bình đã thấy trước mắt mình là rất nhiều quần áo đẹp nhưng những bộ áo quần này quá khác xa với phong cách của cậu bình à con mặc những bộ này đi chắc chắn sẽ đẹp lắm đó con rất vui vì được mẹ mua đồ nhưng mẹ ơi từ trước đến nay con toàn quen với quần vải áo thun thật sự không quen mặc sơ mi và quần âu không quen cũng phải quen con mặc vào cho mẹ xem nào dưới những lời hối thúc của mẹ Bình Đành phải cầm một bộ rồi đi vào phòng thay. Một lúc sau, Bình ra ngoài, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Còn mẹ thì tươi cười hớn hở mà hét lớn. "Đẹp, đẹp lắm. Giống, giống lắm. Quả thật, mẹ không nhìn nhầm người mà." Bình muốn vào thay bộ khác cho thoải mái, nhưng mẹ không đồng ý, bắt cậu phải mặc vậy. Đến giờ ăn cơm, Bình thấy trên bàn toàn là món gà cậu nhìn mà cảm thấy ngán. Vốn dĩ từ trước đến nay, cậu không hề thích ăn gà, nên khi nhìn mâm cơm trước mặt, cậu nuốt không trôi. "Bình ơi, ăn nhiều nha con. Con thích ăn gà phải không?" "Con con không thích mẹ ơi. Con thích ăn thịt bò cơ." "Có lẽ mẹ lại nhớ đến sở thích của ai khác rồi ạ." À? Mẹ bối rối, cố gắng chuyển chủ đề. "Mẹ quên mất để tối mẹ nấu món khác cho nhé vâng ạ à. mà bình này khi nào con khỏe mạnh mình hãy về thăm quê hương của con nhé mẹ muốn được thắp nén nhang cho bố mẹ con cũng như xin phép trước linh cửu của hai người nhận con làm con nuôi vâng ạ à, con cũng muốn được về nhà lắm rồi cuộc sống của bình ở nhà mới cứ thế diễn ra bình lúc đầu vui vẻ tươi cười nhưng càng ngày cậu càng nhận ra hình như mình giống như một người thay thế trong căn nhà này vậy cậu phải làm theo mọi lời sắp xếp của mẹ không được làm trái có lẽ mẹ đang cố gắng tạo ra một phiên bản thứ hai của người con xấu số trước đây ư bình tự chấn an mình không được suy nghĩ như vậy cậu được vào đây sống đã là một đặc ân rồi cậu không được suy nghĩ quá nhiều để bình có thể nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng mẹ nga không ngừng tìm những nơi làm chân giả có tiếng để làm chân cho bình sau bao ngày tháng chờ đợi bình đã đứng dậy được bằng hai chân giọt nước mắt lăn dài trên gò má bình xúc động không ngừng cậu từ từ bước đến bố mẹ ôm cả hai thật chặt nếu không gặp được bố mẹ hiện tại chắc chắn cậu sẽ vô cùng thảm hại cậu sẽ vất vờ ngoài đường hoặc là suy nghĩ cực đoan rồi tìm đến cái chết sự xuất hiện của bố và mẹ đã thay đổi cả cuộc đời của một con người rồi dù mẹ có đôi lúc sẽ bắt ép cậu thế này thế kia nhưng bình sẽ không chú ý quá nhiều mà gắng chiều lòng mẹ mẹ vui thì cậu cũng sẽ vui sau khi có thể tự đi lại như người bình thường bình dẫn bố mẹ về thăm quê hương vừa đặt chân xuống mảnh đất nghệ an ai nấy đều bồi hồi xúc động bình đã gần mấy năm nay chưa được về quê hai vợ chồng bà nga cũng đã gần mấy chục năm chưa về lại quê hương lấy một lần bình trở về quê nhà như cá gặp nước vui vẻ không ngừng bố mẹ nhìn thấy thế cũng mỉm cười mãn nguyện nụ cười hạnh phúc của con là điều mà bố mẹ nào cũng đều mong muốn nhìn thấy việc đầu tiên khi xuống xe là bình ra mộ mẹ tình và bố minh để thắp nén nhang tỏ lòng thương nhớ hai ngôi mộ bây giờ đã xanh cỏ bình cẩn thận dọn dẹp và nhổ cỏ cho sạch sẽ từng làn khói nghi ngút bay lên mẹ nga đứng trước mộ rơm rớm nước mắt hôm nay đây em ghé thăm mộ anh chị với lòng thành kính và xót thương khi được lắng nghe câu chuyện của bình em cảm thấy đồng cảm và xót thương vô cùng đối với bậc làm cha làm mẹ nào cũng vậy ai cũng muốn con mình được phát triển tốt nhất cũng mong muốn mình sẽ được nhìn thấy con mình trưởng thành dựng vợ gả chồng yên bề ra thất. Nhưng sự đời đầy oái âm, anh chị đã ra đi khi còn quá trẻ. Giờ đây khi Bình đã lớn khôn, vợ chồng em muốn nhận Bình làm con nuôi để nuôi dạy và che chở. Nếu anh chị trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho Bình và vợ chồng em nhé. Sau khi thắp nhang xong, cả nhà ba người dẫn nhau về căn nhà năm xưa Bình từng ở. Nhìn căn nhà tiêu điều, sập sệ trước mắt, mẹ Nga không khỏi xót xa bình ơi con sống ở đây từ bé ư vâng ạ à, đây là căn nhà gắn liền với những kỷ niệm ấu thơ của con có lẽ bố mẹ con khi ấy đã rất cố gắng để nuôi dạy và chăm sóc con con luôn cảm thấy biết ơn bố minh mẹ tình rất nhiều mà thăm chuyến này xong con lên ở hẳn với mẹ luôn nha bình không về đây nữa ở đây trông tôi tàn quá không hợp với gia đình ta nhưng mà con vẫn muốn được thường xuyên được trở lại đây con muốn nhang khói cho bố mẹ quá cố đều đặn con yên tâm mẹ sẽ thuê người làm những việc đó cho con cứ ở trên đó rồi tập trung học tập và phát triển sự nghiệp là được rồi con cũng đã khỏe lại cũng phải tính đến tương lai của mình rồi mẹ ơi con không hề giỏi giang gì mấy con có thể học nghề gì đó rồi làm việc bình thường được không mẹ không được con ít ra phải có một tấm bằng đại học và thành tích xuất sắc chứ nhưng con đã rất lâu rồi không động vào sách vở con sợ mình không học được mẹ sẽ thuê người kèm cặp và dạy cho con con cứ nghe theo mẹ là được bầu không khí có vẻ căng thẳng bố thành nhanh chóng giải vây ông kéo tay bà nga lại nói nhỏ chuyện tương lai em hãy để con tự quyết định đừng ép buộc con như thế em đang làm con sợ đấy. Không được, em muốn mình tự quyết định cho con, anh đừng có xen vào. Ông Thành thở dài chán nản, nhìn Bình rồi lắc đầu. Bình cũng chẳng dám nói gì nữa, im lặng mà lắng nghe. Cánh cửa cót két mở ra, trên bàn vẫn còn chiếc túi đồ kỳ lạ và lá thư bỏ ngỏ. Bình nhanh chóng thu dọn đi. Lần trước, khi rời Hà Nội, cậu quên mất không cất chúng vào. Khi thấy Bình vội vã hấp tấp giấu nhẹm đi thứ trên bàn, bà Nga sinh nghi ngờ nên gọi Bình lại. "Đưa cho mẹ xem nào. Còn tính giấu gì đó?" "Cái này, con nghĩ mẹ không nhất thiết phải xem đâu ạ." À? "Rốt cuộc còn có gì muốn giấu mẹ hả? Đưa cho mẹ xem nào." "Con, con..." Bình run run đành đưa mọi thứ cho mẹ xem vừa cầm trên tay bộ quần áo và lá thư, bà Nga bỗng nhiên hốt hoảng, khuôn mặt thất thần, bà ngồi gục xuống đất, đôi môi tái nhợt. Bà nhìn bình rồi hỏi: "Thứ này ở đâu ra? Cái này là lúc con sinh ra, mẹ ruột con để lại. Con thật ra không phải là con ruột của bố mình với mẹ tình." "Trời ơi!" Bà Nga hét lên một tiếng, rồi ngất lịm đi. Ông Thành hốt hoảng bế vợ lên giường nằm. Bình cũng nhanh chóng chạy đi lấy nước cho mẹ uống. Sau cơn mê man bất tỉnh, bà Nga tỉnh dậy với ánh mắt đượm buồn xen lẫn chút lẩn tránh. Bình lo lắng chạy đến bên bà Nga mà hỏi thăm. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy ạ?" À? "Bình này, con biết chuyện này lâu chưa? Chuyện bị bỏ rơi rồi được nhận nuôi đó hả mẹ?" con biết lúc con vừa tròn 18 tuổi. Con có giận mẹ ruột của mình không? Đã gần 20 năm trôi qua rồi, con cũng chẳng bận lòng nhiều đâu. Đường nào, con không cần đến người mẹ nhẫn tâm ấy. Không có người đó, con vẫn sống tốt đấy thôi. Bình à, mẹ, mẹ xin lỗi. Nói xong, bà Nga bật khóc nức nở. Bà nắm lấy bộ quần áo trong tay không buông ra. Mẹ ơi! mẹ có chuyện gì thì hãy nói ra đi ạ à. đừng làm con sợ với lại vì sao mẹ lại xin lỗi con ạ à? thật ra mẹ là mẹ ruột của con bình nghe xong thì như xét đánh ngang tai chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy mẹ nuôi trở thành mẹ ruột ư trời ơi không thể nào tin nổi hơn hai mươi năm về trước mẹ bị người ta hãm hiếp nên mang thai lúc sinh con ra mẹ đã vứt bỏ con ở gốc cây đa nơi góc phố. Khi đó, mẹ hoảng loạn vô cùng. Mẹ sợ bị người ta dèm pha, chê cười nên chẳng dám nuôi. Mặc cho con tự sinh tự diệt. Nào đâu có ngờ, lại có ngày này xảy ra cơ chứ. Trời ơi! Lúc này, Bình không kiềm chế được cảm xúc. Cậu khóc nấc lên đầy chua xót, Thả rằng, cậu không biết chuyện này thì tốt hơn nếu bí mật này mãi chôn vùi thì cậu sẽ không cảm thấy khó chịu như bây giờ bình ơi thật ra lúc đầu mẹ nhận nuôi con vì con có nét với thằng toàn mẹ muốn dùng con để thay thế nó mẹ cảm thấy rất ân hận với những việc mình đã làm con có thể tha thứ cho mẹ được không mẹ thật sự biết lỗi của mình rồi con ơi con hãy để mẹ yêu thương con một cách đúng nghĩa được không mẹ Mẹ chắc chắn sẽ không khiến con phải đau lòng thêm một lần nào nữa đâu. Cái giá của sự ích kỷ của mẹ đã khiến mẹ mất đi một đứa con rồi. Mẹ, mẹ không muốn mất đi con nữa. Bình à, chuyện này quá sức tưởng tượng của con. Thôi thì, mẹ hãy lên Hà Nội trước đi. Con sẽ ở đây một thời gian. Khi nào con suy nghĩ kỹ, con sẽ lên sau. Chúng ta về cùng nhau đi mà con. Con muốn ăn gì, mặc gì? làm gì mẹ sẽ chiều con hết mẹ sẽ không ép buộc hay khó tính nữa mẹ à với những thứ đã trải qua thật sự con cần phải có thời gian để sắp xếp mọi chuyện bình nhìn sang bố lúc này có lẽ bố thành cũng đang choáng váng lắm cậu mở lời bố ơi bố đưa mẹ về hà nội giúp con được không ạ à? còn nghĩ gia đình mình Ai cũng cần có khoảng thời gian để xem xét lại mọi chuyện ạ. À. Ừ, bố biết rồi. Bố và mẹ sẽ đi ngay. Ông Thành đưa bà Nga ra xe. Chiếc xe cứ khuất dần nhưng ánh mắt của bà Nga vẫn cứ hướng về căn nhà sập xệ ấy. Trên xe, một cuộc cãi vã nổ ra. Nga, sao một chuyện động trời như vậy mà em dám giấu anh trong một khoảng thời gian dài như vậy hả? Em, thật sự lúc đó, em rất yêu anh. Em sợ nếu em nói ra quá khứ đen tối của mình, anh sẽ bỏ rơi em. Với lại, em có ngờ đâu, thằng bé vẫn còn sống và chuyện này lại xảy ra. Nga ơi là Nga, em làm anh mất niềm tin quá. Cứ thế này, anh sao dám tin tưởng em chuyện gì nữa đây? Chung sống hơn 20 năm nay, anh như kẻ ngốc không biết chuyện gì xảy ra. Anh Thành ơi, em biết em có lỗi, em sai rồi em cảm thấy ăn năn và tự trách nhiều lắm nếu biết trước mọi việc sẽ xảy ra như thế này em sẽ nói cho anh ngay từ khi mới bắt đầu quen anh bây giờ em mới nói như thế thì có ích gì nữa hả em em tính giải quyết thế nào anh ơi mình hãy xem như chuyện này chưa từng xảy ra có được không anh chẳng phải ngày hôm qua chúng ta vẫn là một gia đình vui vẻ hạnh phúc ư chuyện này chỉ càng khẳng định thêm máu mủ ruột già giữa con và em anh hãy xem bình như là con ruột của anh rồi yêu thương chăm sóc là được rồi em nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy hả anh thật sự không chấp nhận được chuyện này cứ nghĩ về chuyện này anh thấy mình như bị phản bội vậy chẳng phải khi yêu em bảo anh là tình đầu của em cũng là người đầu tiên mà em dâng hiến hay sao mà giờ này em lại bảo em có con trước khi gặp anh Em nghĩ liệu có thằng đàn ông nào chấp nhận nổi sự thật này không? Em làm anh thất vọng quá nga. Anh, anh ơi, sau khi lên Hà Nội, có lẽ chúng ta sẽ phải dành cho nhau một khoảng thời gian để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này. Không. Không. Em xin anh đừng làm vậy mà. Ông Thành im lặng, lái xe một mạch về Hà Nội. Khi đến nơi ông không vào nhà mà chạy xe đi khỏi đó, để bà Nga ngẩn ngơ bơ phờ một mình tại chính căn nhà của mình ở bên này cậu không biết phải làm sao để đối diện với sự thật này nữa cậu có nên cứ thế mà lờ đi chuyện quá khứ sống cho hiện tại trở về với mẹ ruột của mình hay là chối bỏ nó xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi mặc kệ tất cả và chọn cho mình một lối sống mà không có buồn bực giận hờn bao quanh nỗi chăn trở ấy khiến bình đau đầu không ngừng trong lúc bế tắc và buồn khổ nhất, cậu nhớ đến viện trưởng và trung tâm ngày trước, có lẽ đến đây, cậu sẽ có câu trả lời của mình. Cậu không chần chừ, bắt xe đi ngay đến đó. Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, từng đợt mưa cứ ào ào đổ xuống khiến cho con đường đi trở nên trơn trượt, khó đi hơn. Bình ngồi trên xe taxi mà cứ thấp thỏm không ngừng, chỉ mong sao trời nhanh tạnh để đến gặp viện trưởng. Một lúc sau, cơn mưa tạnh hẳn. Bình cuối cùng cũng gặp được người cần gặp. Mọi người ở trung tâm thấy Bình về thì vui vẻ không ngừng. Dù đang bận việc gì thì cũng dừng lại rồi nhanh chóng ra gặp cậu. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc trước mắt, Bình rơm rớm nước mắt. Thời gian qua đi, nhưng tình cảm chân thành, yêu thương vẫn còn đó. Bình nhìn xung quanh để cố gắng tìm kiếm hình bóng của viện trưởng, nhưng chẳng thấy đâu bình buồn rầu nói chị ơi viện trưởng đâu rồi ạ viện trưởng đang đi có việc chưa về em cứ vào nghỉ ngơi đi rồi đợi viện trưởng về nhé vâng ạ sau khi cất gọn đồ đạc vào trong phòng bình quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh trung tâm những ký ức ngày xưa ùa về cậu trân trọng và yêu mến nơi này biết bao ở đây cậu cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của tất cả mọi người cuộc sống ngoài kia nhiều âu lo muộn phiền về đây rồi cậu cảm thấy được chữa lành và an nhiên trong lúc suy nghĩ bâng quơ thì cậu nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc chắc chắn là viện trưởng đã về cậu vui vẻ chạy ra đón khi viện trưởng vừa xuống xe thì cậu đã chạy đến ôm viên trưởng thật chặt cảnh này rất giống với hồi bé cậu vẫn thường hay làm vậy bà ơi còn nhớ bà lắm viện trưởng ngạc nhiên trước sự có mặt của bình nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc bà vui vẻ không ngừng tươi cười nói bình về rồi đó hả con sao về mà không báo bà một tiếng để bà chuẩn bị con thích tạo bất ngờ cơ thế con đi đường có mệt không con không ạ à, lúc ở trên xe con chỉ muốn nhanh chóng để gặp bà thôi thế mà hai năm rồi chẳng có một lần nào về cả con có biết mọi người mong ngóng con lắm không con con thật sự muốn về nhưng con gặp nhiều chuyện quá nên không có thời gian để về được thế cuộc sống trên hà nội dạo này thế nào rồi ổn không con con không ổn chút nào cả hà nội quá xô bồ vội vã con chẳng thể nào thích nghi nổi trên đó con cũng gặp rất nhiều chuyện không may dối trá lừa lọc tổn thương con thật sự rất mệt mỏi viện trưởng vuốt ve mái tóc của bình ân cần nói chúng ta là một gia đình có gì khó khăn phải chia sẻ tâm sự với nhau đừng tự chịu khổ đau một mình bình khóc nức nở bao nhiêu mệt mỏi ấm ức cứ thế tuôn ra bà nhẹ nhàng vỗ về ngoan ngoan nào bà thương một lúc sau bình đã có thể bình tĩnh lại được cậu nắm lấy tay viện trưởng và nói về nhà thật tuyệt biết bao thật sự con không muốn đi nữa thế thì không đi nữa ở đây với bà nha lúc này cũng đã đến giờ ăn cơm nên viện trưởng cùng cậu vào bên trong nhà để ăn cơm và tiếp tục trò chuyện tiếp nhưng vì chân bị tật nên bình đi cả nhắc không thẳng người được viện trưởng nhanh chóng nhận ra điểm khác thường lo lắng hỏi bình. Chân con bị làm sao đấy? Con, con bị tai nạn. Trời ơi, kể cho bà nghe mọi chuyện xem nào. Con bị người ta tông xe, phải cắt chân đi. Chân của con một bên là chân giả. Trời ơi, chuyện tày đình như vậy, sao con chẳng nói với ai? Tội nghiệp con tôi mà. Con chắc phải khổ sở và đau đớn lắm. Thật sự lúc đầu con đã từng có ý nghĩ buông xuôi không thiết sống nữa nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi con bắt đầu trân trọng cuộc sống của mình hơn đúng là ông trời không có mắt tại sao một cậu bé đáng yêu dễ thương tốt tính như con lại gặp đủ bất hạnh như vậy bình ơi ước gì bà có thể thay con chịu đựng những nỗi đau ấy bà ơi bây giờ con đã ổn hơn nhiều rồi ạ à tuy vẫn còn rất đau, nhưng con có thể chịu được. Lần này, con đừng đi đâu nữa. Bà thật sự cảm thấy không an tâm một chút nào cả. Chuyện này, thật sự con về đây hôm nay là muốn xin bà một lời khuyên ạ. À. Có chuyện gì, con cứ nói đi. Bà sẽ lắng nghe và cố gắng hết sức mình để giúp đỡ. Thật ra là... Bình kể lại mọi chuyện về bà Nga cho viện trưởng nghe. Bà nghe xong thì đâm chiêu một lúc sau đó bà lên tiếng chuyện này đúng là khó lựa chọn nhỉ bà không phải là con nên bà không thể biết được con đang nghĩ gì nhưng theo bà con hãy lựa chọn cái nào con cảm thấy thoải mái nhất chuyện này không có ai đúng ai sai cả mẹ ruột con khi đó cũng lâm vào đường cùng nên mới làm vậy với lại theo như con kể thì lúc con muốn buông xuôi nhất thì mẹ con đã xuất hiện cứu vớt con khỏi khổ đau tiêu cực đó cũng là một cách để bù đắp rồi nhân duyên ở đời luôn luôn xoay chuyển người cần gặp sẽ gặp người rời đi sẽ tự khắc rời đi con muốn thế nào hay làm gì bà nghĩ con đã có suy nghĩ ở trong lòng rồi phải không con có lẽ con sẽ ở lại đây và chăm sóc các em bà ạ cách này là cách tốt nhất cho tất cả mọi người được nếu con đã suy nghĩ thấu đáo thì hãy vào nhà tắm rửa đi cho khỏe rồi cùng mọi người chuẩn bị bữa tối nhé vâng ạ à. bình tắt điện thoại rồi cùng các em vui chơi mỉm cười hạnh phúc sau tất cả mọi chuyện bình chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình sống có ý nghĩa không xô bổ mệt mỏi mà thôi nếu như cậu quay lại hà nội cậu sẽ có một cuộc sống sung túc về vật chất nhưng cậu sẽ chẳng thể sống là chính cậu cậu phải cố lấy lòng người khác sống cách mẹ muốn một cuộc sống như thế quả thật ngột thở vô cùng nhân duyên của cả hai mẹ con tốt nhất nên dừng lại ở đây là được rồi ở trên hà nội ngày lúc này nhìn căn nhà trống vắng ngã buồn tủi không ngừng bà chỉ mong sao quá khứ có thể quay lại để bà sẽ có những lựa chọn đúng đắn hơn nhưng cuộc đời đâu có giá như Thời gian vẫn cứ trôi qua và chính bà phải tự gánh chịu những hậu quả mà mình gây ra. Thời gian cứ thế trôi qua được vài năm, Bình không còn liên lạc gì với mẹ nữa. Có những lúc, cậu cũng muốn gọi cho mẹ để hỏi thăm tình hình và làm lành với mẹ, nhưng rồi cậu lại chần chừ, lo ngại mà bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội. Hôm nay, khi Bình đang nấu ăn thì nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Bình hoài nghi, trần trừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn nghe máy một giọng nói vừa thân thuộc vừa xa cách vang lên alo bình ơi bố thành đây bình bất ngờ khi bố gọi điện cho mình đã hai năm rồi cậu cứ ngỡ mọi chuyện đã hoàn toàn chấm dứt rồi chứ bình do dự một lúc rồi trả lời dạ con nghe ba bình ơi mẹ mẹ con bị tai nạn đang ở trong bệnh viện con có thể lên hà nội gặp mẹ con một lần được không những năm vừa qua mẹ con sống trong khổ sở và dằn vặt chưa ngày nào hạnh phúc mẹ rất nhớ và thương con nhiều lắm bình à gì cơ cậu sửng sốt khi nghe những lời mà ông thành nói chiếc điện thoại rơi xuống đất tại sao cậu luôn phải trải qua những cảm giác đau khổ như vậy cơ chứ năm cậu lên lớp năm đó là lần đầu cậu cảm nhận được sự chia ly và xa cách cậu không thể nhìn mặt bố minh mẹ tình lần cuối sự tiếc nuối và đau lòng đó vẫn dai dẳng đến tận bây giờ và hôm nay đây cậu lại tiếp tục nghe tin mẹ ruột bị nguy kịch cậu sợ hãi nước mắt cứ thế lăn dài lần này cậu không muốn nỗi đau đó lại diễn ra nữa tuy cậu đã từng hận từng giận mẹ nhưng bây giờ cậu không còn cảm thấy giận mẹ nữa rồi mẹ dù như thế nào cũng là mẹ của cậu cậu phải gặp mẹ ngay và nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay của cậu cho mẹ nghe cậu tức tốc chạy đi ra bắt xe lên hà nội lúc lên xe cậu gọi điện cho viện trưởng để báo tin cũng như nhờ bà sắp xếp người để thay cậu làm việc chiếc xe lăn bánh lòng cậu cảm thấy bất an vô cùng cậu thầm cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi nếu lần này mẹ khỏe lại chắc chắn hai mẹ con bình sẽ làm lành với nhau và sẽ yêu thương nhau thật nhiều đến bệnh viện cậu gọi đến ngay cho bố bố thành nhanh chóng chạy ra đón cậu vào thăm mẹ cậu chạy đến ôm chầm lấy bố rồi không ngừng lo lắng hỏi bố về tình hình của mẹ bố ơi mẹ sao rồi ạ à? mẹ con đã phẫu thuật thành công qua cơn nguy kịch và được theo dõi điều trị tiếp tại khu hồi sức con đến thăm mẹ nhé. Vâng ạ. À. Bình đi theo bố đến phòng bệnh. Tâm trạng vô cùng hồi hộp và lo lắng. Cánh cửa phòng mở ra. Mẹ Nga nằm đó đang thở oxy. Mắt nhắm tịt lại. Nhìn mẹ. Cậu cảm thấy đau xót vô cùng. Lúc trước, mẹ trắng trẻo, Có da có thịt. Còn bây giờ thì gầy gò. Xanh sao. Đôi mắt thâm quầng đi. Thời gian quả thật rất đáng sợ bình bước đến bên giường nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ mà chẳng thể nào ngăn được nước mắt mẹ đã có công sinh thành nhưng lúc trước cậu chẳng biết yêu thương mẹ cậu đã chọn cách rời xa mẹ mà chẳng thèm đoái hoài quan tâm gì đến tâm trạng của mẹ bây giờ cậu thấy hối hận vô cùng nếu mẹ nga tỉnh dậy cậu chắc chắn sẽ nói rõ lòng mình và hóa giải mọi chuyện vì đi đường xa lại xúc động mạnh nên cậu cảm thấy mệt vô cùng cậu trông mẹ được một lúc rồi chợp mắt ngủ lúc nào không hay lúc tỉnh dậy cậu thấy mẹ nga đang nhìn mình rất âu yếm và ân cần cậu nở nụ cười hạnh phúc vui mừng hỏi bà mẹ ơi mẹ tỉnh rồi ư bà nga gật đầu rồi rưng rưng nước mắt vì còn yếu nên bà nói rất khó khăn giọng bà rất nhỏ cậu ghé tai mới nghe được bình à con đến rồi ư. Nghe mẹ gọi tên mình, Bình xúc động không ngừng. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, rồi thủ thị. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Con hạnh phúc lắm. Con, con thấy thật có lỗi khi không ở bên và chăm sóc mẹ. Lần này, chúng ta đừng xa nhau nữa nha mẹ. Mẹ vuốt tóc Bình, rồi nhẹ nhàng nói. Ừ, chúng ta sẽ không xa nhau nữa mẹ ơi chúng ta hãy yêu thương và chăm sóc nhau nha mẹ sau tất cả con nghĩ con cần có mẹ ở bên từ nay con sẽ là một người con ngoan một đứa con hiếu thảo con sẽ ở bên mẹ và trải qua những khoảng thời gian tuyệt vời nhất con thật sự mong rằng mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi khỏe mạnh bình an bên con mãi mãi những lời cất giấu ở trong tim bấy lâu đã được nói ra cậu thấy lòng mình nhẹ lòng hơn những ngày sau đó bình cùng bố thay phiên ở bên và săn sóc bà nga nhờ ăn uống điều độ và điều trị tích cực nên bà nga đã dần dần hồi phục bà có thể nói chuyện lại bình thường cũng đã có thể tự đi được một đoạn nhìn sức khỏe bà tốt lên từng ngày cậu thấy rất hạnh phúc hôm nay khi bình đang giúp mẹ trải đầu thì bỗng nhiên mẹ cậu khóc nấc lên cậu lo lắng không ngừng liền hỏi mẹ ơi mẹ sao thế ạ à? bình ơi mẹ thật sự cảm thấy rất may mắn khi có một người con trai tuyệt vời như con nhờ có con mà mẹ cảm thấy rất hạnh phúc và yêu đời con đúng là một món quà vô giá mà ông trời đã ban cho mẹ mẹ yêu con nhiều lắm cảm ơn con vì tất cả con cũng thương và yêu mẹ lắm nên mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe sống lâu thật lâu nha mẹ tất nhiên rồi mẹ sẽ sống đến năm một trăm tuổi luôn thế thì tốt quá mà bình ơi con biết không từ ngày xa con ngày nào mẹ cũng rất buồn và đau khổ con con còn giận mẹ không mẹ ơi nếu con mà hơn giận mẹ thì con đã chẳng đến đây từ nay về sau mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé quá khứ đã qua hãy cho nó qua đi ạ à? nếu con ở trong trường hợp của mẹ có lẽ con cũng sẽ hành động như vậy thôi mẹ rất vui khi nghe con nói như vậy mà mẹ ơi mẹ biết không cuộc đời của con đã rất may mắn khi gặp những người mẹ tuyệt vời con rất trân trọng và biết ơn điều đó mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều mà mệt người nữa nha mẹ bình này khi mẹ khỏi bệnh rồi mẹ muốn mẹ về quê sống với con con thấy có được không ôi mẹ nói thật ư con rất mừng khi nghe mẹ nói vậy về quê rồi mẹ sẽ trồng rau rồi chăn nuôi sống những tháng ngày bình dị vâng con hoàn toàn ủng hộ mẹ ạ à. tình cảm mẹ con cứ thế ngày càng thắm thiết hơn bố thành bên cạnh cũng vui vẻ mà mỉm cười cuộc sống của mỗi người có lẽ nên trân trọng hiện tại bỏ qua quá khứ mà sống ngày mẹ xuất viện bình vui vẻ không thôi ở quê cậu cũng đã cho người sửa sang lại căn nhà chỉ chờ mẹ đến ở một tương lai tốt đẹp đang mở ra sau bao nhiêu biến cố và khó khăn cuối cùng bình cũng có được hạnh phúc gia đình thật sự quý vị thân mến hãy để lại bình luận bên dưới video cho mc anh khôi biết cảm xúc của quý vị qua câu chuyện hôm nay như thế nào nhé đừng quên cho mc anh khôi một like video điều này sẽ giúp youtube nhận biết được nội dung trên kênh hữu ích ý nghĩa mang lại giá trị nhân văn cho mọi người cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn lắng nghe và đồng hành